Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ check cho bạn cái mức nguồn ở trên con TV này. Con này là con Sony nhá, 43X7500F nhá. Các cái mức nguồn ở trên này ấy thì phục vụ cho các bạn thợ thì rất là nhiều, đúng không ạ? Nhiều khi các bạn muốn biết được là những cái vị trí này nó bao nhiêu vôn, không có thì các bạn chịu thôi. Bởi vì nếu mà các bạn không có, các bạn mượn bo để mà đo, người ta không cho mượn để mà đo đâu. Thế thì cái con này mình thấy này, trước tiên là mình thấy là cả tắt nguồn và mở nguồn thì cái điện áp ở đây. Đây, đây không còn ổn áp các bạn thấy không ạ? Con ổn áp này mình đo tại đầu này này. Đầu bên này nguồn nuôi cho cái này nó nằm đây này. Con IC nằm đây này, cuộn dây này. Đây là nguồn vào của nó này. Điện áp bên nó sẽ được là 19V nhá. Đấy, đi qua IC này, qua cuộn dây để lấy đầu này. Nó phải có 12V. Đấy. Thì trước tiên là ổn áp 12V như thế này phải có này. Kể cả chạy hay không thì đều phải có 12V đây. Sau đó điện áp nó sẽ đi lên trên này. Điện áp sẽ đi lên trên này các bạn. Điện áp 12V nó đi vào đây. Đấy. Để nó lấy ra một cái điện áp ở đầu bên con này, đây này. Đây này. Đây điện áp đầu bên này. Đây là một con ổn áp 5V nha các bạn nhé. Có nghĩa là 12V vào đây, qua cuộn dây để lấy ra 5V bên này. Đấy. Tiếp theo này, từ 5V này nó sẽ đi vào đây, đi qua con diode Schottky này. Ở đầu này chúng ta sẽ đo được là 4,7V. Nó đi vào con IC bên này. Con IC này kết hợp cuộn dây để lấy ra điện áp bên này. Điện áp đây mình đo thực tế nó được 1,5V nhé. Tiếp theo đây mình còn có một con IC và hai con IC, đúng không? Thì con IC này trước nha. Con IC này trước. Thì nguồn nuôi cho con IC này nó nằm ở đầu con trụ này này. Đấy, nó được 19V. Nó lấy từ qua điện trở này. Con trở của chì 19V. Đi vào IC kết hợp với cuộn dây để lấy điện áp bên này. Đó, đây là con ổn áp 1V nha các bạn nhá, mình đo được 1V. Các bạn nhìn thấy ạ. 1V. Tiếp theo ở đây còn một con IC này các bạn này. Con IC này, nguồn nuôi nó đi qua con điện trở nhỏ nhỏ này các bạn này. Ở ngay vị trí này nó là 19V nhá. Đấy, nó đi vào cuộn IC này, đi qua cuộn dây để lấy ra điện áp ở đầu bên này này. Ở vị trí này mình đo nó là được 3,3V khi nó đang tắt chờ đấy nhá. Đấy. Thế đầu bên này cũng là được 3,3V khi tắt chờ. Các bạn lưu ý này, ở trên cái bên này nhá, khi tắt chờ thì cái đèn component này, cái đèn mà quang này, cổng quang này nó vẫn phải sáng nhá. Vẫn phải sáng. Tiếp theo nữa thì ở trên này còn có một số ổn áp nữa. Các bạn thấy không? Đây có một con ổn áp ạ. Đây, đây có một con ổn áp này. Đây, đây có một con này, đây có một con này. Bây giờ mình sẽ đo một số cái ổn áp nha. Đầu bên này mình đo được 1V này. Đầu này 3V 3 này. Có nghĩa là con ổn áp 3, đây con ổn áp nhỏ nhỏ này. Vào 3V 3 để lấy ra điện áp 1V ở đầu bên này. 1V nuôi chip đấy. Đấy, tiếp theo này. Vào 3V 3 để lấy ra điện áp bên này là xem bao nhiêu. Cũng lấy ra điện áp 1V này. Đây là hai con ổn áp 1V để nuôi cho chip bên này. Đấy, nó rất là hiện đại đúng không ạ? Nó không giống như là những cái con 800C đúng không? Nó dùng chợ để tạo điện áp nuôi chip. Thì con này sử dụng hai con IC nhỏ nhỏ đây. Đấy. Hai con IC này. Đây là điện áp đầu vào của hai con IC này. Đấy. Đây này. Điện áp đầu ra bên này được mình đo được 1V này. Bên này mình thấy điện áp đầu ra ngay chỗ này. Mình đo được 1V này. Tiếp theo xuống dưới này một tí nữa các bạn thấy không? Dưới này lại chúng ta lại thấy có vài con IC nữa này. Trước tiên là con IC bên này. Bạn thấy không? Mình đo đầu bên này. Được 1V này. Đo đầu bên này. Được 3,3. Có nghĩa là điện áp 3,3 đi vào con IC này thì lấy ra điện áp đầu này là được 1V này. Nha, đây là ổn áp 1V nữa này. Đi xuống dưới này chúng ta lại thấy có một con nữa này. Một con IC này. Đấy, thế thì điện áp đầu này của nó bao nhiêu? Điện áp đây mình đo được 3V 3 này. Đấy. Cái điện áp đầu này. Không thấy vôn nào. Đầu bên này. Không thấy vôn nào. Vậy thì 3V 3 cũng đi vào con IC bên này các bạn này. Vào con IC bên này. Để nó lấy ra cái điện áp ở đầu bên này này. Đấy. Đầu bên này mình đo được 1V 8 nha. Có nghĩa là đây là điện áp 1V 8 để nuôi cho con MMC này. Đấy, đầu bên này thì mình đo này. Tại vị trí này mình đo được 3,3V này. Đấy, 3V 3 này. Vậy con chip này nó ăn hai đường nguồn đúng không ạ? Một đường 3V 3 này. Đầu bên này thì nó là 1V 8 này. Cũng có thể là 3V 3 đây nó đi vào đây. Nó đi vào nuôi cho con IC này. Để lấy ra điện áp 1V 8 đầu bên này.
nên mình chưa đo. Bây giờ mình chỉ là đo các điện áp ở trên bên thôi. Tiếp theo đi tiến về này một chút, chúng ta có thêm một con IC ở góc này. Con đi này con IC USB nhá, đầu vào nó này nó được 19V, đầu ra đây này nó phải được 5V. Tuy nhiên lúc này chúng đang tắt chờ nhá, cũng được 5V các bạn. Tắt chờ mình đo đây vẫn được 5V này. Đấy, 5V này nó sẽ đi vào nuôi vào cái hệ thống con các con IC này. Đây, nuôi vào con IC bên này này các bạn này. Đấy, khi mà mình mở nguồn ấy, thì chúng ta sẽ có được điện áp 5V đi ra ngoài đây này. Tuy nhiên bây giờ mình đo mình thấy vẫn có 5V nha. Mặc dù đang tắt chờ nó vẫn có 5V. Nuôi cho cổng USB. Con này nó hơi khác một tí các bạn. Hơi khác tí. Ở đằng này có một con ổn áp 1V8 nữa này các bạn, để nuôi cho hộp kênh này. Đấy, nguồn vào là đầu này này. Được là 12V. Đây. Đầu vào nó được 12V này. Đầu ra là nằm trên qua đầu này, nó nằm ở đây này. Chúng ta đo sẽ được 1,8V. Để nuôi cho hộp kênh nhé. Thì đây là toàn bộ các cái mức điện áp trên cái con này nha các bạn nhé. Để đề phòng nếu mai nếu mà nó thiếu một cái điện áp nào thì các bạn có thể lấy cái thông số này để các bạn sửa nha các bạn nhé. Rồi, chúc các bạn làm thành công.